Đó, thì đây là một cái cách xử lý của những người chơi ba băng ha. Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ibiza ha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái tình huống, đó là tình huống zombie số 46 ha. Thì với mỗi tình huống bi thì nó có là khi mà trái bi nó xê dịch đi một tí thì nó sẽ xảy ra những cái tình huống rất là khác nhau ha. Vì thế mà mình muốn làm nó thật là cặn kẽ và nó thật là tỉ mỉ ha cho tất cả những anh em mới tập chơi Ibiza, và làm sao để đánh được những cú đánh này và thực hiện nó ra làm sao ha. Thì trong video thì mình luôn để là cái phần chạm trái cũng như là cái áp phê ha. Còn nó có một cái khó là về đẩy cơ. Đẩy cơ thì ở đây mình nói thì nhiều lúc anh em cũng khó mường tượng ha, nhưng mà anh em đánh, anh em cứ sắp hình và anh em đánh thì đến đến một lúc nào đó thì anh em sẽ cảm nhận được là mình sẽ đẩy như thế nào ha, và đẩy đẩy với lực ra sao ha. Rồi, cái tình huống số 40 45 này ha. Tình huống này cũng rất là hay ha. Huống 45. Rồi. Được chưa ta? Rồi, thì đây là một cái tình huống mà nói chung là nó cũng dạng dò gà ha. Thì thường những anh em mới tập chơi bi-a thì hay, hay đánh cái cú này thì nói chung là nó cũng dò gà thôi, nhưng mà người người đánh nhiều lúc là người mới tập chơi á sẽ đánh một cái cách khác, và cái người mà đánh bi-a sành sỏi sẽ đánh một cách cách khác ha. Rồi. À, với lại mình nói thêm một cái phần nữa. Thì khi bi của chúng ta mà nó nằm ra khoảng giữa bàn nè, thì thường những người mới tập chơi bi giá thì hay á là hay chơi như thế này ha, hoặc là để cái đầu nó như thế này, thì mình không có làm chủ được cái cây cơ và cái hướng cơ của mình ha. Thì cái đó là một cái lỗi mà gọi là lỗi về cách đứng, thế đứng ha, thế đứng và cách ngắm bi ha. Thì để cho những cái tình huống bi như thế này mà thực hiện một cách nó chuẩn xác ha, thì thường thường nhé, mình nói thường, ví dụ như cái người mà nó hơi cao như mình một tí á, thì người ta chồm như thế này người ta vẫn thấy được cái hình bi nè ha. Còn những cái người mà nó hơi thấp hơn một tí thì tốt nhất ha, tốt nhất là chân phải của chúng ta sẽ để lên lên trên trên phía bàn này ha, và sau đó là chúng ta sẽ chồm ra như thế này ha. Thì đó là cái cách chúng ta sẽ sử dụng ha, cách để chúng ta đánh nó để chúng ta chạm được cái mặt bi của bi cây da nó chuẩn xác ha. Rồi, như mình thì mình chồm như thế này là nó đủ ha mọi người ha. Nếu mà nó ra ngoài này nè, nó ra ngoài này một tí nè ha, nó ra ngoài này một tí thì bắt buộc mình phải chồm 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 lên và bỏ chân lên bàn ha, để đánh cho nó cái phần chạm trán nó chuẩn xác hơn ha. Rồi. Rồi, vừa rồi là mình có nói sơ về cái phần hình thể đứng ha, hình thể đứng đánh ha. Đó là cái mà chúng ta nên tập luyện đối với những người mới tập chơi bi-a. Còn những người chơi bi-a thường xuyên và lâu năm rồi thì người ta sẽ biết về cái cách này ha. Còn những anh em mới tập chơi bi-a nhiều lúc là chúng ta không có hiểu được là tại sao người ta phải chồm lên bàn như thế, bởi vì mục đích là để là chúng ta chạm mặt bi cho nó đúng. Và khi chúng ta đặt cái mặt của chúng ta nó trên một đường thẳng đối với bi bi chủ và bi cây da thì chúng ta sẽ chạm mặt nó cực kỳ chuẩn ha, và nó ít bị lệch. Thì đó là một cái mẹo nhỏ mà giúp cho những người mới tập chơi bi-a sẽ phát triển mình lên rất là nhiều ha. Ha, đó là cách để chúng ta nhìn mặt bi ha. Rồi, mình sẽ đánh trước cú này và giải thích cho mọi người ha.
Rồi, đó là cũng gom về một góc ha, đánh cho nó đẹp hơn một tí nữa ha. Cái hình này thì nó cũng rất là đơn giản thôi mọi người ha. Thì cái phần chúng ta chạm đó là sẽ chạm là 6/8 trái vàng và đánh là hai áp phê ha, hai áp phê cao cơ ha, đừng có retro, nhưng mà retro chết đạn ha, đừng có đánh lăn quá nhiều ha. Đó, với cái hình bi vừa rồi thì chúng ta đánh đúng đó, thì lúc nào chúng ta cũng có những cái hình bi nó rất là thuận lợi cho chúng ta để chúng ta xào ở khu vực này ha. Với hình bi vừa rồi mình nói nè, với hình bi vừa rồi nếu góc của chúng ta là nó lệch hai bi, bi chủ của chúng ta và bi ca dê nó lệch khoảng một trái bi thôi, thì hình bi này mình vẫn gài về được ha, ha vẫn gài về được. Chứ còn mà nó lệch á khoảng tầm có hai trái bi như này là chúng ta không có cách nào để mà đánh cái trái ca dê mà nó chạy lên ba băng về được hết mọi người nhé. Hả, hiểu không? Này nó sẽ chạy, bi ca dê của chúng ta nó sẽ chạy tứ băng và nó mới về đây nè ha. Ha mọi người nhé. Đó, mọi người thấy không? Bi cây dè của chúng ta nó sẽ chạy về đó. Vì thế mà chúng ta không thể đánh nào cái đường như hồi nãy được ha. Mà bắt buộc chúng ta phải hấp cái trái đỏ qua. Đó là một cái cách xử lý ha. Một trái bi da thì nó rất nhiều cách xử lý. Vì thế mà mọi người phải tập luyện nhiều là vì mình nói vì thế đó. Rồi, đây nó có lệch qua thêm một góc như thế này ha. Thì vẫn còn đủ khả năng để chúng ta lấy hình ha. Đó, nó vẫn còn đủ khả năng, có nghĩa là bi vàng nó có thể nó về được khoảng này ha, nó không có về chỗ này luôn, nó không có về tứ băng luôn, mà nó về khoảng nằm ở góc này, thì chúng ta vẫn còn một cái phương án khác để chúng ta gài nó ha, là về đây ha. Chứ nó lệch như thế này là hơi khó rồi, không là hơi xiên một tí thôi, khoảng một trái bi thôi, thì vẫn còn đủ khả năng. Thì khi nó lệch như thế này á, lúc hồi nãy là thẳng hàng như thế này nè ha, thì mình đánh 6/8. Nếu mà nó lệch qua một trái bi á là mình đánh gần như là 9/10 ha, mình đánh gần như 9/10, mọi người hiểu không? Hồi nãy là mình đánh là 6/8 nè, nhưng mà khi mà trái bi của chúng ta nó lệch đi một góc như thế này thì để gom với hình ba băng vừa rồi mình phải đánh là 9/10 nhé, và đánh là không áp phê mọi người nhé. Đó, nó khó về góc này hơn, nhưng mà nó cũng khoảng nằm trong cái khu vực này cho phép ha, cho phép chúng ta nằm trong khu vực đó ha mọi người nhé. Rồi, tiếp theo tiếp theo thì hồi nãy từ nãy là có ba phương án cho chúng ta lựa chọn rồi, đúng không? Thì phương án đầu tiên á là phương án chúng ta sẽ nhét vào đây ha, đó là khi mà chúng ta bi chúng ta nó lệch góc cao nè, ghi lệch góc nhiều nè ha, thì chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ đánh trái vàng, nó chạy tứ băng và chúng ta sẽ hất, cố gắng vào để hất cái trái đỏ ra ngoài này để chúng ta có một cái hình nó gần như vò gà ha. Hai là chúng ta thẳng hàng như thế này thì chúng ta chỉ cần chạm 6/8 trái vàng, 6/8 trái vàng ha, và điều bi ba băng về. Còn nếu mà nó lệch khoảng một góc nhỏ thôi ha, khoảng một trái bi thôi ha, lệch hai trái này nằm khoảng một trái bi nè, thì chúng ta sẽ chọn là phương án là gần như đôn trái này thẳng hàng vô luôn ha, và gần như là 9/10 trái
hiểu không? Và đánh sẽ là không áp phê. Còn cái trái này là phải đánh là hai áp phê nè, ha. Hai áp phê chết đạn, rề trôi chết đạn, và còn cái này là 9/10 và không áp phê rề trôi chết đạn, mọi người nhé. Hai phương án sử dụng khác nhau. Vừa rồi là có ba cái phương án đánh gọi là phương án mà cho anh em tham khảo ha. Đó là ba phương án xử lý của một trái bi như thế ha. Rồi tiếp theo, khi nó lọt qua bên này thì chúng ta có đánh trái đỏ được rồi ha mọi người ha. Mình chỉ đang nói ở cái khu vực nó khoảng tầm cỡ trái này nó đổ về bên này thôi ha mọi người nhé. Rồi rồi, trái bi này nó cũng có một cái hình rất là hay nè ha, hình rất là hay. Đó là một cách xử lý nữa cũng rất là hay ha. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cách đánh của một cái cách đánh của những người chơi ba băng ha. Đó là chúng ta sẽ lấy mép bên này mà lấy mỏng ha, lấy mỏng mà cũng không phải mỏng lắm, để bởi vì bi cây da của chúng ta phải đủ lực để về dưới kia và lên lại. Vì thế mà chúng ta sẽ đánh vào băng ngắn trước, sau đó là lăn trên băng ngắn này ha, áp phê nghịch và lăn trên băng ngắn này ha. Đó là cách xử lý của trái bi này ha. Đó là khi chúng ta thay vì đánh cái trái vàng tứ băng và hất cái trái này ra thì có khi là chúng ta sẽ nhiều lúc là khó kiểm soát ha, bởi vì chúng ta phải điều hai trái mà cái đó là điều tối kỵ ha. Rồi đó, thì đây là một cái cách xử lý của những người chơi ba băng ha. Và những người clip thì họ gọi là khi mà họ nhìn đó, và họ biết được cái áp phê á, quan trọng hóa là cái áp phê thôi, bởi vì cái này nó cũng tùy thuộc vào cái bàn rất là nhiều mọi người nhé. Tùy thuộc vào cái bàn nó ăn áp phê rất là nhiều, bởi vì cái bàn nó, những người mà nó quá cũ hay là những cái bàn nó tệ á, thì mình đánh cái kiểu này là rất là khó, bởi vì á là cái áp phê nó không có đủ cuộn ha, nó không có đủ lăn ha, nó đủ lăn trên băng này ha, mọi người hiểu không? Đó thì cái bàn nó cũng dạng tầm trung thì chúng ta mới có khả năng đánh cái hình này. Vì thế mà nhiều lúc mà mọi người lấy cái hình này mọi người đánh ở những cái bàn mà nó tệ quá thì nó không ra cái hình ha. Thì cái cách đánh thì nó cũng rất là đơn giản thôi ha. Mình sẽ đánh là 4 áp phê. Đối với cái bàn mình hiện tại, mình đánh là 4 áp phê nha mọi người nha. Và mình chạm trái bi này là 3/8. Mình chạm 3/8 trái vàng cây dê 1 băng 2 băng về lại góc đó và đánh là 4 áp phê ha. Rồi, vậy trong trái bi này nó có 3 và 4 hướng giải quyết ha. 4 hướng giải quyết cái tình huống bi này cho anh em ha. Nhìn trái bi thì đơn giản ha, nhưng mà nó có rất là nhiều vấn đề trong này ha. Rồi, người mới tập chơi đúng không? Người mới tập chơi thì thường là sẽ đánh an toàn ha. Đánh nhẹ. Đó, đánh kiểu như vậy ha. Thứ nhất là nó dễ bị tụt, mọi người thấy nó tụt không? Đánh nhẹ bởi vì sợ trái vàng nó chạy nữa. Rồi đánh nhẹ nó tụt ha. Đó, kỹ như vậy, đánh nhẹ thì nó tụt. Đó, rồi đánh mạnh hơn tí thì nó ra cái hình nó không được đẹp, thấy không? Ra cái hình hơi mệt đúng không? Có trái dầu gà đó nhưng mà nó không có thoải mái lắm ha. Xa. Rồi. Đó là thường những người xử lý mới tập chơi ha. Rồi. Để cải thiện điều đó ha. Cải thiện điều đó thì nó có rất là nhiều ha. Nên nó tùy thuộc vào cái trái trắng này nè. Tùy thuộc vào cái trái bi chủ của chúng mình, chúng ta nè, nếu mà nó thẳng hàng như thế này á, mình nhắc lại nè, nếu nó thẳng hàng, gần như thẳng hàng như thế này, thì mình sẽ đánh là 6/8 trái vàng,
và 2 áp phê mọi người nhé, trên bi chủ 6/8, chạm 6/8. Nếu mà nó lệch qua một trái bi, nó lệch qua một trái bi thì chúng ta sẽ đánh là 9/10 và không áp phê đó. Còn nếu nó lệch qua thêm một góc nữa à, thì chúng ta sẽ chọn cái đường là đánh 3 băng lăn này hả, vào băng ngắn trước, lên băng dài và trở lại băng ngắn. Đó là cách lăn của người đánh 3 băng ha. Và nó gom bi luôn à. Rồi thì vừa rồi đó là ba cái cách xử lý đó, ba cách xử lý mà thường những người chơi gombi hay á, thì người ta thường xử lý theo ba cái phương pháp như thế ha. Thì đó là ba cách mà chúng ta sẽ gombi một cách nhanh hơn ha. Nhưng mà nó chỉ nằm trong phạm vi cho phép thôi ha. Là bởi vì là nhiều lúc là cái trái bi chủ của chúng ta nó không đúng như thế. Ví dụ mình nói ví dụ bây giờ nó lệch qua anh đây, đúng không? Nó lệch nhiều qua anh này, đúng không? Thì mình sẽ đánh cách khác. Và nó lệch qua bên nhiều bên này thì mình sẽ đánh đường khác. Còn đây là mình đang nói ở cái phạm vi mà chúng ta sẽ gom được một cách nhanh nhất có thể. Với lại giả sử mà nói như thế này, có một cái hình này cũng hay lắm đó. Bây giờ nó cao lên một tí đó, góc nó đứng như thế này à. Nếu mà chúng ta kéo cái này á, kéo cái này ha, dạ đây nó đứng như thế này đó, đứng như thế này đó, kéo cái này vào đây à, thì nó có hai phương án xảy ra. Đó là một là chơi vàng nó vào này, hai là nếu mà chúng ta vào cái lỗ đây á, chúng ta hất nó ra thì còn có khả năng. Còn nếu mà chúng ta tán trái đỏ vô luôn á, là hai trái bi nằm ngay hai góc dậu luôn à, phương án khó xử lý à. Thì à, ở đây nó có một cái cách. Rồi đầu tiên là mình sẽ đánh theo đúng như cái hồi nãy mình nói trước đã nha. Nó gần như trái bi hồi nãy, nhưng mà cái trái bi cây dè của chúng ta hồi nãy nó nằm dưới này, bây giờ nó lên trên này, mọi người hiểu không? Đó thì nó ra một trái bi rất là xấu luôn, phải không? Đó là chúng ta đánh mà nhiều lúc nó hơi lố lực một tí là nó ra trái bi xấu. Còn nếu mà hồi nãy nó như thế này đi đó, bi vàng nó nằm khu này, đánh nhẹ đi, bi vàng nó nằm khu này thì còn có đường để gỡ ha. Nó còn một cái phương án thứ hai, đó là chúng ta sẽ qua bên kia và đánh đỏ. Thì ở trường hợp như trường hợp này á, nếu mà người thuận tay phải á thì qua bên kia là trái tay, còn người tay trái á là thuận tay và đánh được. Còn đối với mình thì tay trái mình vẫn đánh được ha. Thì vì thế mà nhiều người chơi bida hay người ta vẫn tập một cú gọi là trái tay ha, để nhiều tình huống mà chúng ta nhiều cách xử lý khác nhau. Rồi chuyển qua này quýnh trái tay, quýnh tay trái thì
ở trong cái tình huống bi này mình kéo nó rất là khó ha, mình chỉ cần đánh một băng ha và lôi trái đỏ ra ngoài luôn, mọi người hiểu không? Đây, nhưng mà trái này có một cách hay, cái là trái đỏ nó phải hở một tí như này ha, và chúng ta sẽ lôi được trái đỏ lên trên này luôn ha. Chúng ta như trái này là mình sẽ đánh là 3 áp phê và 5/8 trái đỏ ha, để cho trái đỏ nó chạy đúng góc luôn ha. Đó, đó là mình đánh hơi mỏng một tí nhưng mà trái đỏ nó vẫn ra góc đẹp ha, và chúng ta retro cái này thôi, rồi mình đánh cho trái đỏ nó chạy lên một góc đúng góc luôn ha, đánh thiếu mỏng ha. Rồi trái vàng thì nó cao như thế này ha. Đó, thì chúng ta đánh như thế thì chúng ta sẽ có một trái bi nó rất là thuận lợi cho chúng ta ha. Trong những tình huống xào bi như thế này thì đây là một cái cách để xử lý cái góc nhỏ này ha. Đó là chúng ta sẽ đánh một băng. Đó.